vừa vào đã rút ra. Có một cô đến chơi nhà bạn, tâm sự hết chuyện gia đình đến chuyện làm ăn. Bỗng cô khách hỏi cô chủ nhà: "Này, chồng cậu dạo này làm ăn tốt đấy chứ?" Cô chủ nhà thở dài: "Hay, chồng mình dạo này làm sao ấy, vừa mới đưa vào đã đòi rút ra rồi, chán lắm cậu ạ." "Thế chồng cậu thì sao, có khá hơn không?" Cô khách hớn hở khoe: "Tuyệt lắm, chồng tớ mà đã đưa vào thì còn lâu mới chịu rút ra nhá." Cô chủ nhà nghe vậy trầm trồ khen: "Vậy là cậu sướng quá rồi còn gì." Bà mẹ chồng cô chủ nhà nghe thấy cô con dâu nói chuyện với bạn như thế mới gọi riêng ra để trách: "Chuyện phòng the làm sao mà con lại đem ra ngoài nói như thế được, con không sợ người ta cười cho à?" Nghe mẹ chồng trách, cô con dâu phì cười đáp: "Ôi trời ơi, chúng con đang nói chuyện đầu tư kinh doanh đây chứ, có phải là chuyện phòng the đâu mà mẹ trách." Một hôm, cô con gái mới lấy chồng về nhà, vẻ mặt cau có nói với mẹ: "Mẹ, sao lần nào con cũng thua chồng con không cam chịu đâu, mẹ phải bày cho con nhé, bởi vì mẹ có kinh nghiệm với bố hơn 30 năm rồi mà." Không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy con gái bị ấm ức, bà mẹ thương xót mới hỏi: "Chuyện gì, đầu đuôi ra làm sao, con phải nói rõ thì mẹ mới giúp được chứ." Cô con gái vừa khóc vừa nói: "Chuyện về cái con cu của chồng con ấy, mỗi lần vào giường là hắn lại ra câu đố, mà nếu con thua thì mọi chuyện tối hôm đó thế nào thì toàn quyền là do hắn quyết định, thì con kém nó thì phải chịu thua thôi chứ, thế nó đố thế nào?" "Dạ, nó hỏi, đố em biết bây giờ cu của anh bằng da, thịt, gân hay là xương?" "Khi con nói bằng gân thì hóa ra lại bằng thịt, khi con nói bằng thịt hóa ra lại một đống da, khi con đoán là da thì nó lại cứng như cục xương trâu ấy." Bà mẹ liền đáp: "Thế thì mẹ cũng đành chịu thôi con, bố mày cũng thế, biết đâu mà lần." Kiểm soát tốc độ, ba gã say xỉn leo lên xe taxi rồi chỉ đường cho lái xe. Anh tài xế biết thừa địa chỉ nơi đến nên nổ máy vài giây, tắt máy rồi quay lại báo: "Thưa các anh, chúng ta đến nơi rồi đấy ạ." Gã say thứ nhất bò cho anh ta 10 bảng rồi xuống xe. Gã say thứ hai bò cho anh ta 20 bảng rồi xuống xe. Gã say xỉn thứ ba và vào mặt anh tài xế, lo sợ bị gã phát hiện xe mình không di chuyển tẹo nào. Anh ta hỏi: "Sao thế ạ?" Gã say xỉn nói: "Lần sau nhớ phải kiểm soát tốc độ xe đấy nhé, chạy thế tí nữa thì mày hại chúng ông rồi đấy." Sáng nay đi làm thì hết tiền, đành vào cây ATM rút tiền tiêu vặt. Không biết xui xẻo thế nào, cây ATM hết tiền. Tôi bèn tới ngân hàng xin rút tiền, nhìn tờ phiếu ghi rút 50k. Con nhỏ nhân viên ngân hàng nhìn tôi bằng nửa con mắt: "Rút 50k? Rút 50k làm gì vậy anh trai?" "Đó là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm. Tiền tôi gửi ngân hàng, tôi rút bao nhiêu là quyền của tôi." Cô nhân viên không vừa: "Ôi giời, thời buổi này mà vẫn còn người ra ngân hàng rút 50.000 cơ đấy." Thế là cả đám xúm vào cười nhạo tôi. Bực mình, tôi đòi gặp tay giám đốc chi nhánh để nói chuyện. Tay này có vẻ hiểu chuyện, nhỏ nhẹ hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh? Tôi đâu phải dạng vừa, muộn rồi cưng. Tôi muốn rút hết tiền gửi vào ngân hàng này, sau này không làm ăn với ngân hàng này nữa. Mặc cho anh giám đốc chi nhánh lẫn đám nhân viên xin lỗi rối rít,
Nam Nhi, đại trưởng phu, một lời như đinh đóng cột. Thế là cô nhân viên cười nhạo tôi phải làm thủ tục cho tôi rút hết tiền ra khỏi ngân hàng. Tôi bước khỏi ngân hàng với tư thế ngẩng cao đầu. Trong khi đó, đám nhân viên và tay giám đốc chi nhánh ngân hàng đang cùng nhau cười ngắt nghẽo. Cầm 300k trong tay, tôi chửi thẳng vào mặt bọn chúng. Tố cha bọn bay, tao giấu vợ 300k gửi vào thẻ ATM để nhậu lai dài mà cũng không yên với tụi bay. Rõ là chán. Chuyện hai con rắn. Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: tụi mình là rắn độc phải không? Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: thế tụi mình có đúng là rắn độc thật không? Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À, mà sao mày cứ hỏi hoài như vậy? Tao mới cắn phải lưỡi của tao, mày ạ. Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó béc dê của cô ta ngách mõm sủa nhân viên mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp. Ông này thắc mắc: tôi chưa tới đây lần nào, sao con chó nó lại vẫy đuôi mừng nhỉ? Dạ, có lẽ nó đã từng ngửi thấy mùi của sếp ở trên người cô thư ký đấy ạ. À. Im lặng còn nguy hiểm hơn. Bà mẹ giày la cô con gái: đêm hôm qua, sao mày tiếp thằng bạn trai khuê quá vậy hả? Dạ, con xin lỗi mẹ, chắc tại tụi con nói chuyện hơi ồn, làm mẹ ngủ không được hả? Đâu có phải vậy, chính tụi bay im phăng phắc, tao mới không ngủ nổi. Tế nhị, một anh đến nhà bạn ăn cơm, anh ta ăn đến 3-4 bát rồi mà vẫn chưa no. Đưa bát cho bạn xới cơm thêm thì ngượng, nhân có người bán bưởi đi qua, anh ta cố đưa cái bát không ra nói: bưởi ở đây to nhỉ, bưởi nhà tôi chỉ bằng cái bát này thôi. Anh bạn chủ nhà hiểu ý, liền đáp: ấy, trông thế chứ năm nay còn nhỏ đấy, năm ngoái nó phải to bằng cái nồi này cơ. Vừa nói, anh ta vừa đưa cái nồi cơm đã hết cho bạn xem. Đánh ghen, mất bao nhiêu công sức mụ mới tìm được đến tận ổ con chuồn chuồn. Nói dối con là đi công tác, một mình kéo ba lô bay vào Nam với tâm trạng buồn cô đơn cùng cực. Dẫu biết khi gạo đã nấu thành cơm, nhất là lão đã có một thằng con chống gậy trong khi mụ đẻ toàn con gái, gia đình tám phần đi tong, mụ vẫn tự huyễn hoặc giữ cha cho con, giữ lấy vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Sài Gòn trời xanh, nắng vàng như mật ong, đứng trước ngôi nhà một tầng khang trang, khoảng sân rộng trước nhà phơi đầy quần áo của chồng mình mà mụ thấy tim bị bóp nghẹt, đau bụng quặn thắt, miệng thì khô khốc. Như cái xác không hồn, lê chân sang bóng râm cổng ngôi nhà đối diện, mụ gọi điện cho chồng, không trả lời, chắc còn đang say giấc. Lâu lắm, chúng mới mở cổng, mở cửa cho mụ xông vào. Cơn điên nổi lên, này thì bàn phấn, đồ trang điểm, sữa bột, mụ gạt, mụ ném, mụ tung hê. Con Danh chỉ hơn con gái lớn của mụ 2 tuổi, quỳ trước mặt mụ: em xin lỗi chị. Mụ sững lại: mày gọi tao bằng chị, trước mày gọi tao bằng cô, xưng cháu cơ mà. Mụ giơ tay định túm tóc con Danh thì bị một bàn tay cứng như thép siết lấy cổ tay. Mụ giãy giụa gào lên, anh bỏ bàn tay bẩn thỉu ra. Bàn tay nới dần,
Mụ xông ra phòng khách, vớ được ổ khóa trên bàn. Mụ điên cuồng đập nát mặt đồng hồ xe máy dựng gần đấy. Tối muộn, mụ áp tải lão về nhà trọ gần khu cơ quan. Mụ thức trắng đêm, kỳ lạ, lão vẫn ngủ được, ngáy phì phì. Mụ thấy ghê tởm, nhìn cái thắt lưng ra, lão vắt đầu giường. Mụ nghĩ ra trăm nghìn kế để xử lão. Đêm Sài Gòn thật mát mẻ dễ chịu, mờ sáng. Chút một hơi dài, mụ lặng lặng gọi taxi ra sân bay với vết bầm ở cổ tay. Thấy vẻ thất thần của mụ, cậu lái xe khéo léo gợi chuyện. Cậu ấy phán, chị dại quá, nhỡ chúng xúm vào hành hung rồi kiện chị vô cớ xông vào nhà phá hoại tài sản công dân thì sao? Chị phải báo công an khu vực. Ừ, điên lên, chả nghĩ được gì em ạ. À, thôi thì cũng biết được tận lòng dạ của con người. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, cảm ơn em. Về Hà Nội, mụ quyết định buông tay. Nhìn đứa con gái mới lấy chồng, đang mang bầu, mà mụ xót xa đến quặn lòng. Mụ vẫn giấu hai đứa con chuyện bố nó cặp bồ, có con riêng. Mỉa mai thay, mới trong bữa cơm tối cuối tuần trước, hai đứa còn nói, bọn con chỉ mong được như cha mẹ, có được gia đình hạnh phúc như cha mẹ thôi. Cưỡi ngựa. Anh chàng nọ đang ngồi rung đùi đọc báo, thì cô vợ từ đằng sau rón rén tiến lại gần, cầm cái chảo đập bốp một cái lên đầu anh ta. Choáng váng vì đau, nhưng không hiểu vì chuyện gì đã xảy ra, nên anh ta cố gắng kiềm chế và hỏi vợ nguyên do. Tại sao em lại đánh anh chứ? Cô vợ gằn giọng, vì mẩu giấy có ghi cái tên Thiên Lý ở trong túi quần anh đấy. Anh chồng liến thoáng, ồ, tưởng gì, hai tuần trước anh đi xem đua ngựa và Thiên Lý là tên con ngựa mà anh đặt cược đấy. Cô vợ xuống giọng, nhẹ nhàng nói, Mình ơi, em xin lỗi, lẽ ra em phải hỏi mình cho rõ đầu đuôi đã. Ba ngày sau, khi anh chồng đang xem bóng đá trên truyền hình, thì cô vợ lại rón rén tới gần, cầm cái chảo hôm trước, đập bốp một nhát lên đầu anh ta. Lần này làm anh ta giãy đành đạch một hồi rồi nằm bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, anh ta cáu kỉnh, lần này thì vì cái quái gì nữa đây? Cô vợ đáp, thì con ngựa Thiên Lý của anh vừa gọi đến, nó hỏi anh có muốn cưỡi ngựa không nữa kìa kìa. Khôn. Một bé gái cấp 2 đi học về, liền chạy vào khoe với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con thắng thằng Tí 50.000 đấy mẹ ạ. Mẹ bé gái thắc mắc, như thế là sao hả con? Bé gái trả lời, thằng Tí nó bảo nếu con leo lên được cây ổi trong sân trường thì nó thua con 50.000. Mẹ bé gái tái mặt, thế thì con bị nó gạt rồi. Nó bỏ ra 50.000 để con leo lên cây, để nó có thể nhìn thấy quần lót của con đấy. Bé gái cười tinh ranh, con cũng đoán trước ý nó như thế đấy mẹ, nên trước khi leo, con đã giấu cái quần lót đi rồi mẹ à. Có ba anh chàng của ba nước là Lào, Campuchia và Việt Nam được lên thượng kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cho mỗi anh được đặt một câu hỏi. Anh Lào nhanh nhảu hỏi đầu tiên. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, bao giờ nước Lào của chúng con mới phát triển thành con rồng châu Á ạ? Ngọc Hoàng liền trả lời. Nước ngươi thì phải 50 năm nữa mới được con à? Anh Campuchia cũng nhảy vào. Thế thì còn nước con thì sao ạ? Ngọc Hoàng đáp, 100 năm nữa con à. Anh Việt Nam thấy thế,
cũng nhảy vào hỏi một câu tương tự. Ngọc Hoàng suy nghĩ trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, nước ngươi thì khoảng chừng 10 cây số nữa nha. Anh Việt Nam thắc mắc, dạ 10 cây số là sao, còn không hiểu ạ? Ngọc Hoàng ôn tồn giải thích, thì cứ mỗi năm nước các ngươi họp đại hội đảng một lần, cứ mỗi lần ấy thì lại có một ông giả khú đế bước lên phát biểu, trong 5 năm qua chúng ta đã tiến thêm được một bước mới. Thế trong 5 năm các người mới tiến được một bước thì 10 cây số là bao nhiêu bước? Các người cứ nhân lên là được. Mặt dán dấm, nàng đen lại dỗ huê. Hậu quả của căn bệnh đầu mùa, hắn chê, nàng bảo, anh không biết đấy thôi. Tất cả những thứ nham nhở bề ngoài thì bên trong đều rất ngọt. Đó là quy luật của tự nhiên. Cây ổi, cây táo, quả nào ngon nhất, đích thị bị rơi ăn. Em ngọt lịm đến nỗi da em rán rấm. Hồi ở quê, nhà hắn, nhà nàng gần nhà xa ngõ. Hắn lạ đếch gì, nhà nàng lúc nào cũng sạch bóng tinh tươm. Vườn cây ao cá chuồng lợn cứ đầy ắp. Những cây con chỉ chờ lái buôn đến nhấc. Thầy u nàng tự hào về nàng, đứa con gái giỏi giang và học rất giỏi. Năm nàng 18, vừa học xong cấp 3, cái tuổi đương nhuận xuân thì, nom nàng căng đét, hai quả đùi mọng mòng chọc vào mặt người ta. Đôi loa đẹp tự nhiên không cần phải độ, lúc nào cũng như sắp bật tung nút áo ngực để bắn cái sung sướng của càn khôn vào mắt thằng đàn ông đối diện. Hắn chẳng chê nàng điểm gì, trừ mỗi khuôn mặt dỗ hôi. Chẳng chê, nhưng bảo yêu nàng thì hắn còn phải xét. Làng đầy gái xinh, hắn chỉ cần huýt sáo là cả đám chạy theo. Nàng thì làm gì có cửa, nàng thì thích hắn ra mặt. Cơ mà là gái nên e thẹn chứ chả dám bày tỏ. Bữa ấy, hắn chơi tổ tôm ở làng bên về muộn lắm. Đêm tháng chạp rét ngọt, trăng khuya trong leo lèo và buồn. Hắn cũng buồn, buồn đái. Đường nghĩ giờ mò cái then cửa vào nhà chắc thầy u hắn sẽ giật mình tỉnh giấc vì đã quá khuya. Hắn định bụng chui vào đống rơm trong bếp làm một giấc. Thì giật mình nghe tiếng con gái thoảng phía bờ rào. Anh chơi tổ tôm về khuya thế? Hắn nghĩ bụng, vô duyên, thấy người ta đái thì trật tự đi, lại còn cất nhời chào. Cơ mà nghĩ cũng tội nên hắn đáp nhời, sao em rút rơm trâu muộn thế? Rồi vài câu qua lại, thế rồi hồn vất vưởng cây đa. Ma cây gạo xui khiến thế nào, hắn lại nhận lời sang nhà nàng ăn khoai nướng. Thế là hắn nhảy qua bờ rào sang chui vào bếp nhà nàng. Trời ạ, ma nướng khoai thật, thế là mất đời dai. Sau này, nhiều lúc hắn vẫn tự hỏi, chả biết cú nàng giật lùi chải ổ rơm, rồi ngã rúi rụi ấn cái bàn tọa vào cọc của hắn là cố tình hay vô ý nữa. Trên bếp lửa với nồi cám đương sôi sình sịch cũng không bỏng rẫy bằng cái mông đít của nàng. Rời ạ, hắn như cảm thấy sự dịch chuyển của đất trời, động đất nhẽ cũng chỉ nhanh đến thế thôi. Phát một cái và thế là khoai đã nấu thành cám lợn từ cái ổ rơm trong bếp nhà nàng đêm đông ấy. Cũng từ ấy, thân thể, ruột gan và trí khôn của hắn bị tù đầy, không thể nào thoát ra khỏi nàng. Hắn luôn ấm ức vì tội lấy phải vợ xấu. Cơ mà nàng chiều hắn quá lắm. Mỗi lần hắn quát tháo đá thúng đụng nia, nàng đều cung cúc im lặng. Hắn quát, hắn giày vô cớ, nhưng chưa bao giờ nàng có thái độ như bọn đàn bà trong xóm. Nàng cứ cung cúc xin lỗi và nhận lỗi về nàng. Thế rồi đêm ấy, thế nào nàng cũng vần vò mồi chài hắn hai hiệp chính, thêm mấy mươi phút hiệp phụ, kèm thêm chục quả penalty. Sáng hôm sau, hắn đờ đẫn thần hồn, chả còn ti toe được nữa. Nàng rất giỏi làm giàu,
chả hiểu sức và sự nhạy bén ở đâu trong nàng mà nhiều thế. Hai đứa con học hành rất khá, nhà cửa khang trang, hắn thích gì có nấy, hắn biết công nàng cả đấy chứ. Cái ngữ hắn chỉ giỏi nói phét và đánh dắm vặt, bóc ngắn cán dài, nuôi mồm chẳng xong, thử hỏi làm gì nên cơ sự. Hắn bỗng nghĩ, hắn và nàng giờ tuy có tuổi rồi, da dám dấm tí, nhưng bù lại nội thất của nàng lại hơi ngon. Hôm qua nàng mặc quà quần rách, hắn cứ mê đắm nhìn mãi, rồi nước miếng tứa ra nuốt không kịp, sặc tí chết toi. Thơ vui, đàn ông cũ. Ai bảo rằng chỉ đàn bà mới cũ, đàn ông thường buồn rũ tuổi 60. Bởi đằng sau là yếu ớt tiếng cười, còn đâu nữa ánh mắt ngời thèm khát. Khi đàn ông đã ngũ tuần lục bát, đặt nụ hôn nơi khô rát bờ môi, đêm nhìn nhau chẳng sao xuyến bồi hồi, những lúc lại buồn ngồi tư lự, thầm luyến tiếc về một thời quá khứ, tuổi trẻ chung thích thì cứ làm theo. Dù chùn chân có mỏi gối vẫn trèo, giờ sao thấy lại tèo nghèo thế nhỉ? Tuổi 60 quên bớt dần hương vị, chuyện gối chăn tưởng vốn dĩ bình thường, trên bảo rồi thằng dưới thật đáng thương, đừng chê trách chỉ má hường mới cũ, nhưng biết đâu nhà bên vẫn sáng, vẫn rậm rịt nghiêng ngó đứng ngó qua, đàng tắc lưỡi thèm đàng chịu mơ xa, để đêm ấy ngọt ngào cùng vợ cũ. Bảy mươi cả tuổi mụ. Này cậu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, tính cả tuổi mụ là 70 ạ. Cái gì? Tao là bậc cha chú mày mà còn chưa đến 70. Mày mấy tuổi danh mà nói 70 hả? Dạ, em năm nay 36, mộ vợ nhà em 34. Tuổi em tính cả tuổi mụ là 70 còn gì? Cứ tưởng, đoàn cán bộ nữ đi tập huấn nghiệp vụ ở Sài Gòn đã được hơn một tuần, nhưng trưởng đoàn Trương Thị Thắm không điện về báo cáo, sốt ruột, giám đốc công ty chủ động bấm máy. Alo, Thắm hả? Tình hình chị em ở trong đó thế nào rồi? Ổn cả đấy chứ? Dạ, em xin lỗi giám đốc, bận quá nên em chưa báo cáo được ạ. Thôi, lỗi ngãi gì, thông báo nhanh tình hình xem nào. Dạ, trong này nóng lắm ạ. Ăn uống thì ngọt và cay hơn ngoài mình. Đoàn ăn không quen nên hầu hết chị em đều bị sụt cân. Nhưng riêng bướm thì tăng 2 cân anh ạ. Ôi giời ơi! Giám đốc giật nảy cả mình, thốt lên làm rơi máy. Anh nghĩ, trời đất, bướm tăng những 2 cân thì mấy cô này giấu nó vào chỗ nào cho được. Anh không nhớ rằng trong đoàn có một nữ cán bộ tên là Tô Thị Bướm. Bài giảng về an toàn lao động cho các công trình sư tương lai. Giáo sư hỏi, giả sử các cậu là người giám sát thi công, trước mắt các cậu là một công nhân vừa ngã khỏi giàn giáo đang trọng thương bất tỉnh, vậy chúng ta cần làm gì đầu tiên? Sinh viên đáp, gọi cấp cứu. Một số sinh viên lại bảo, gọi cảnh sát, thông báo cho người nhà. Giáo sư lên tiếng, sai hết, hãy đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn cho anh ta. Nếu không, cảnh sát sẽ tìm đến các cậu. Bố không ăn muối, bố ươn. Hôm ấy,
Đột nhiên con nhóc nhà mình hỏi, bố ơi, tại sao lúc đi ngủ con nằm ở giữa hai bố mẹ, mà sáng dậy con lại cứ bị đẩy vào góc trong vậy? Mình sững người, chợt nhận ra con đã đủ lớn để được nghe một câu trả lời nghiêm túc của những bậc làm cha mẹ về cái vấn đề tế nhị này. Vậy nên mình dắt nó ra ban công, chỉ vào ông mặt trời rồi bảo, cũng giống như ông mặt trời thôi con, lúc đi ngủ, ông ấy lặn xuống, khuất dưới rặng cây này, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, ông ấy lại mọc lên từ cái mặt hồ đằng kia. Đến ông mặt trời còn bị như vậy, thì con là trẻ con, làm sao tránh khỏi. Rồi hôm sau, nó chạy từ nhà cô Hạnh bên hàng xóm về, chắc vừa nhìn thấy cái gì lạ lắm ở bên đó, nên nó hỏi, bố ơi, sao ti cô Hạnh to mà ti mẹ lại bé thế hả bố? Mình thở dài, bố chưa được nhìn ti cô Hạnh nên không biết nó to cỡ nào, nhưng cuộc đời rất công bằng con ạ. Cô Hạnh ti to thì sẽ có cái khác bé lại, còn ti mẹ con bé thì sẽ có cái khác to. Nó nghĩ một lát rồi reo lên, đúng rồi, ti cô Hạnh to nhưng bụng rất bé, còn mẹ ti bé nhưng bụng rất to. Rồi một bữa nọ, xem ảnh cưới của bố mẹ, nó hỏi, sao hồi trước bố béo mà bố bây giờ lại gầy vậy? Mình bảo, thì vì bố yêu con, bố phải ăn ít đi để nhường cơm, nhường thức ăn cho con, để con lớn khôn được như bây giờ. Nó nghe vậy thì tự nhiên mặt xỉu xuống, buồn rười rượi rồi hỏi, thế mẹ không yêu con, không nhường cơm cho con hả bố? Sao hồi trước mẹ gầy mà bây giờ mẹ lại béo vậy? Mình lại phải giải thích, mẹ có yêu con chứ, có nhường cơm cho con đấy. Nếu không, mẹ đã béo gấp đôi, gấp ba bây giờ rồi. Rồi mình đặt ra quy định với nó là muốn chạy đi đâu chơi đều phải xin phép bố mẹ. Có vẻ điều đó làm nó khó chịu nên nó hỏi, thế khi nào thì con không phải xin phép nữa hả bố? Mình bảo, khi nào con lớn? Rồi nó lại hỏi lại, thế bố chưa lớn à? Con thấy bố đi đâu cũng phải xin phép mẹ mà. Mình lại ôm con vào lòng, nhẹ nhàng giảng giải, thì tất nhiên là bố lớn rồi, bố không việc gì phải xin phép ai cả. Nhưng đấy là bố làm mẫu để con noi theo thôi. Và vừa xong, nó lại hỏi, thế hôm qua, lúc mẹ mắng bố, con có nghe mẹ nói câu gì mà, cá không ăn muối, cá ươn, câu đó nghĩa là sao hả bố? Mình cười rồi đáp, thì có nghĩa bố là cá, còn mẹ là muối. Bố không nghe lời mẹ, giống như cá không có muối, sẽ bị hư thối đấy. Nó ngẫm ngợi một hồi rồi bảo, vậy cho cá vào tủ lạnh cũng được mà, cần gì muối đâu ạ? Mình lắc đầu, vuốt tóc con rồi bảo, cho vào tủ lạnh không ăn thua đâu con ạ. Mẹ mà rút phích điện ra một phát là bố mày hỏng luôn. Hai con gà trống. Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhau. Con nào cũng tự cho mình đẹp đẽ, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại. Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau kịch liệt, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm vua của nông trại. Sau cùng, dĩ nhiên một con thắng và một con bại. Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang, ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng khi bay ngang qua thì chú ý đến. Thế là con chim ưng xả xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó, con gà bại trận vẫn nằm thoi thóp thở. Nhiều khi thắng lợi chưa hẳn là kết cục huy hoàng.
tai nạn nghiêm trọng có thể ập đến vào lúc bạn đang đắc ý đấy. Một người đàn ông trẻ đi ngang qua khu phố, chợt để ý thấy một đám tang rất kỳ lạ. Hai chiếc quan tài màu đen nối đuôi cách nhau khoảng 15 mét. Ngay sau cỗ quan tài thứ hai là một người đàn ông mặc đồ tang đi cạnh một con chó trông rất hung dữ. Ông mặc đồ tang và con chó này đang dẫn đầu một đoàn người phía sau khoảng 200 người, toàn là đàn ông. Không thể ngăn nổi trí tò mò, người đàn ông sáp lại bên kia rồi hỏi: "Tôi biết đây là lúc không nên hỏi, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đám tang kỳ lạ như thế này. Ông có thể cho tôi biết đám tang này là của ai không ạ?" Ông mặc áo tang nói: "Quan tài thứ nhất là của vợ tôi. Điều gì đã xảy ra với bà nhà ạ? Con chó của tôi đã tấn công và làm chết cô ấy." Ông thở dài trả lời: "Thế còn quan tài thứ hai là của ai?" "Của mẹ vợ tôi. Bà ấy đang cố kéo vợ tôi ra thì con chó quay sang tấn công bà ấy." Sau một hồi im lặng, ra vẻ cảm thông, người đàn ông trẻ chợt lên tiếng: "Ông có thể cho tôi mượn con chó này được không ạ?" Ngay lập tức, đám đông những người đàn ông đi sau nhao nhao phản đối: "Tới sau thì lo xếp hàng đi, cha nội." Cuối tuần, Tèo dẫn bạn gái đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa, nhưng thật đáng tiếc lại hết bàn. Cô bạn gái nũng nịu: "Em không biết đâu đấy. Hôm nay em muốn ăn ở đây cơ. Anh làm gì thì làm." Tèo quả quyết: "Được, để anh lo." Suy nghĩ một lúc lâu, Tèo lấy điện thoại ra để bên tai, rồi lớn tiếng nói: "Này này, cậu tới nhà hàng X nhanh đi nhá. Đúng rồi, tớ nhìn thấy cô ấy đang đi ăn cùng với một gã nào đấy." Ngay lập tức, có 6 cặp tình nhân đứng dậy tính tiền và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Vì thất nghiệp nên anh ta phải vào viện sốt rét ký sinh trùng xin làm chân nuôi muỗi. Công việc chỉ là hàng ngày thò tay vào cái lồng nuôi cho muỗi cắn. Việc nhẹ lương cao, chỉ có điều hơi bất tiện là vì chưa quen việc nên tay anh sưng húp. Về nhà, cô vợ thương chồng lắm, vừa bôi dầu vào mấy vết muỗi cắn, cô vừa hỏi thăm về công việc của chồng. Chợt mắt cô ta sáng lên: "Anh, ngày mai anh đừng cho tay vào lồng muỗi nữa nhé. Anh cho cái kia vào đi. Có sưng cũng không sao, càng tốt." Có một anh chàng nọ rất giàu có, nhưng anh ta là người hà tiện nhất vùng. Anh vừa mới cưới được cô vợ, vừa duyên dáng xinh đẹp, nhưng chỉ tội rất ham tiền. Một buổi sáng thức dậy, cô nói: "Anh yêu, anh đưa cho em 50.000 đi chợ mua bữa sáng của chúng mình hôm nay nhé." Anh chàng liền rút ra tờ 50.000, rồi kéo cô vào tấm gương và nói: "Tờ 50.000 trong kia là của em, còn tờ 50.000 ở đây là của anh nhé." Nói xong, anh liền đi thẳng một mạch. Buổi chiều anh ta đi làm về, sau bữa ăn tối ngon lành với món thịt bò thơm phức, anh chồng sung sướng nên ngứa nghề, bèn kêu cô đi ngủ sớm. Cô vợ liền kéo anh chồng lại trước gương, rồi kéo quần xuống và nói: "Cái ở trong gương kia là cái của anh, còn cái ở ngoài này là của anh bán thịt bò ở chợ nhé." Con dâu thời 4.0. Ông bà nọ mới cưới vợ cho con,
Gặp phải cô con dâu rất lười, suốt ngày chúi mũi vào điện thoại. Một hôm, bà bảo chồng, sáng mai, lúc nó xem điện thoại, thì ông làm bộ mang cây chổi ra lau nhà, tôi giả vờ giành lấy nhá. Sáng hôm sau, ông cầm cây chổi ướt lau nhà, thì bà vợ giành lấy và nói, ông cứ để tôi làm, nhà có phụ nữ, mà sao ông phải làm chứ? Cả hai cứ đùn qua đẩy lại một hồi thì cô con dâu bực bội đứng dậy nói, có tí việc mà ba mẹ lại phải tranh nhau, con đề nghị bố làm ngày chẵn, mẹ làm ngày lẻ để cho yên chuyện. Câu chuyện người vợ cao thủ. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Nó bắt đầu kể, chuyện tình ái là thế. Tôi có bao giờ nghĩ trong em là cả một lò lửa nung chín lòng can đảm. Hơn 10 năm là vợ chồng, em luôn lùi lại phía sau để tôi hãnh tiến. Chỉn chu và tươm tất là em, dịu dàng nhẫn nhịn cũng là em. Tôi như vị tướng quân trong nhà, đầy quyền lực và kiêu ngạo tột cùng. Bạn bè ngưỡng mộ và trầm trồ cái hạnh phúc tôi có được. Và tôi đã hoang tưởng và nghĩ rằng em như cỏ dại phụ thuộc vào tôi. Một ngày, cái ngày mà ngỡ mình hạnh phúc nhất, lại là cái ngày tôi rơi từ nơi tôn nghiêm của ông chủ để xuống vai người hầu. Ngày hôm đó, mùa đông đã bắt đầu le cái lưới lạnh, giá, liếm khắp con phố tôi ở. Buổi sáng trời lạnh cóng, tôi vẫn không bỏ thói quen chạy bộ ven hồ gần nhà, diện cái quần sót trắng tinh và cái áo thun Adidas trắng sọc xanh vợ mới mua, xỏ vào đôi giày Das cùng hiệu. Tôi thấy mình đúng là một soái ca thực sự. Bờ hồ buổi sáng còn vắng, chỉ vài người có sở thích giống tôi đang chạy chậm chậm cho nóng người, thì tôi thấy cô ấy, người con gái mảnh dẻ, dáng đẹp chuẩn người mẫu. Nàng đang cúi xuống thắt lại dây giày bị tuột. Lại gần, tôi lấy giọng trầm ấm chào. Em cũng chạy bộ à? Ngẩng đầu nhìn tôi, cô cười đáp. Vâng, chào anh. Em mới dọn về và cũng thích môn thể dục này anh ạ. Ôi, tôi choáng, thật sự choáng, vì cô ấy đẹp quá. Vợ tôi cũng rất đẹp, nhưng 10 năm tất bật lo cho chồng con, em đã xuống cấp rất nhanh. Với lại, tôi đã quen nhìn nên không thấy sự hấp dẫn như buổi đầu. Lắp bắp, tôi bảo, vậy chúng mình cùng chạy cho vui nhé. Cô vui vẻ đồng ý. Vậy là chạy bộ buổi sáng không những là thói quen mà còn là giây phút để tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Quen nhau một tháng thì tôi thực sự đã siêu. Em vẫn không biết, dù trong vô thức tôi đã thay đổi rất nhiều. Ấy là tôi nghĩ thế. Mơ mộng hơn hay trầm tư và bắt đầu tập tành thơ phú. Em vẫn chỉn chu, vẫn dịu dàng. Và đôi khi tôi bắt gặp em cũng trầm tư, nhưng cảm xúc mới mẻ với cô hàng xóm khiến tôi không để tâm. Rồi việc đến tất nhiên sẽ đến. Tôi bắt đầu hẹn hò. Cô hàng xóm độc thân, nói cho đúng, cô mới chia tay chồng và về mướn căn hộ gần ngôi biệt thự của vợ chồng tôi. Tôi đã đến căn phòng ấm áp của cô trong một buổi chiều. Em dẫn các con về quê thăm ngoại. Cái cảm giác ăn vụng nó tuyệt vời làm sao. Cô gái nóng bỏng và đầy đam mê quấn tôi vào cơn lốc tình ái. Thực ra tôi vẫn yêu vợ và chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay em. Nhưng những gọi mời mới mẻ khiến tôi không dừng được. Cô người yêu mới luôn có những chiêu trò để tôi quên sự hối hận với em. Trở về nhà, nhìn em cẩn mẫn lo lắng cho bố con tôi, nghe giọng líu lo của con tôi cũng thấy dằn vặt và muốn buông. Tôi gặp cô và ngỏ ý chia tay, cô im lặng rồi òa khóc, nói đã thực sự yêu tôi dù biết tôi không phải với vợ tôi. Vợ tôi và cô đã gặp nhau và họ thành bạn bè. Nhìn cô khóc, tôi lại thấy mùi lòng và cảm giác thương hại ngập tràn. Cô ngỏ ý cho tôi một tuần để bình tâm và
Trong khi đó tôi vẫn gặp nhau với cô khi vợ tôi đi vắng nhà. Một tuần trôi qua, mọi việc vẫn y như cũ. Vì tôi tham lam hay tại cô gắng, cố gắng níu kéo tôi. Tôi lại làm thơ, những câu thơ đẫm ngôn tình đầy xến xúa. Cái nick mới tôi tạo ra chỉ có cô là bạn, và chỉ có cô mới có thể xem. Tôi chắc mẩn mình gạt được em, và trong trái tim tôi, dù vẫn có em và các con, giờ đây có thêm một góc khuất, cô ngồi trong đó. Công việc công ty cuối năm cũng khá bận rộn. Tôi lại mới lên chức trưởng phòng thay thế cho một anh bị phốt tham ô. Vậy mà tôi vẫn thấy mình tràn đầy sinh lực, vẫn có thời gian nghĩ về cô và những bài thơ tình ướt đẫm nhớ nhung để gửi vào nick mới. Một buổi sáng định mệnh, em nói đi công tác rồi gửi con bên ngoại. Tôi hí hửng một cách đầy tội lỗi, tiến em với nụ hôn dịu dàng nhất, rồi nhanh chóng quay vào phone cho cô. Hình như thần giao cách cảm, hay tôi tưởng thế. Cô nghe và hẹn chờ tôi lại phòng của cô. Mặc bộ quần áo đẹp em mới mua để diện Tết, tôi hào hứng lấy xe phóng thẳng. Tuy vậy, để cẩn thận, tôi đem xe gửi cách xa rồi đi bộ lại. Đôi khi thói ăn vụng cũng giúp mình thông minh ra phết. Cô đón tôi với vẻ quyến rũ, cánh cửa vừa khép lại, chúng tôi lao vào nhau như trăm năm mới gặp. Và thế là bộ quần áo mới tinh bị quăng xuống không thương tiếc. Lúc này, thế giới chỉ là cái giường thơm nồng nước hoa, chăn gối đệm bị đạp văng vì cơn địa chấn tình yêu. Và lúc cao trào nhất, cánh cửa bị phá tung, ba người đàn ông hùng hổ lao vào. Tôi hốt hoảng nhào xuống, chụp tấm chăn quấn mình. Trong cơn bối rối, tôi vẫn nhận ra bộ mặt của tên trưởng phòng bị phế. À, thì ra người cướp vợ tao chính là vợ mày. Tôi lắp bắp nhìn cô. Sao em không nói bỏ chồng và không cho anh biết chồng em là anh ấy chứ? Cô cúi mặt không nói. Không nói nhiều, mày ký vào tờ trình này. Mày hủ hóa với vợ tao, cướp chức của tao. Chuyến này mày chết nghe con. Tôi run rẩy và hoảng loạn. Viễn cảnh sụp đổ và tan nát hiện ra trước mắt. Bỗng cánh cửa lại bật ra lần nữa. Lần này là gương mặt thân quen với tôi. Em dẫn theo hai người, trong đó có anh cảnh sát khu vực và luật sư bạn em. Đây là âm mưu hại chồng tôi. Cô này không phải vợ, chỉ là kẻ được mướn làm điều này. Tôi bàng hoàng nhìn cô. Hai tên đầu gấu và tên trưởng phòng vội vã tông cửa chạy thoát. Em điềm tĩnh bảo, anh mặc quần áo vào và cả cô nữa. Một điều tôi quên, vợ tôi là luật sư đậu bằng đỏ ở nước ngoài. Tôi như mèo cụt tai, vội vào trong mặc quần áo và theo vợ cùng anh cảnh sát khu vực rời phòng. Từ đó, tôi không nhìn cô lần nào nữa và chỉ thấy mình đúng là kẻ ngu si. Theo em về nhà, hối hận và hàm ơn. Em đã cứu đời tôi, cũng như luôn vun đắp cho hạnh phúc mà tôi là người được thụ hưởng. Sau lần ấy, tôi không còn là ông chủ quyền uy nữa, mà là một người hầu chăm chỉ, giúp em mọi việc, chia sẻ với em những khó khăn mà trước đây một mình em gánh vác. Giờ đây, tôi mới thấy được bao nhọc nhằn mà em đã trải qua để tôi chiếm trệ trên ngai ông chủ. Không bao giờ em nhắc lại chuyện cũ, nhà tôi vẫn tràn ngập tiếng cười, nhưng giờ đây em mới là bà chủ uyển quy xinh đẹp của ngày mới cưới, và tôi chấp nhận vai mới một cách cam tâm hạnh phúc. Ở đời không ai nói được điều gì, sai lầm có thể bất cứ lúc nào, nhưng biết sửa chữa mới là quý, và sự cảm thông tha thứ là cách trừng phạt người ta sợ nhất. Một quý bà đứng trên boong tàu gió lộng, hai tay giữ chặt cái mũ rộng vành để khỏi bay mất. Một quý ông đến gần và nói, thưa bà, tôi không có ý thô lỗ, nhưng bà có biết là váy của bà đang bị gió hất tung lên không? Tôi biết chứ, nhưng tôi cần phải giữ chiếc mũ này bằng cả hai tay. Nhưng thưa bà phải biết là
tất cả những gì riêng tư của bà đều đã bị lộ hết cả chứ. Thưa ông, tất cả những gì ông đang thấy đều đã 85 tuổi rồi, còn chiếc mũ này tôi chỉ mới mua hôm qua. Làm siêng, Ivan lấy Sara làm vợ. Đêm tân hôn đầu tiên, chàng sán đến, nàng lại xích ra. Chàng lại sán đến, nàng lại xích ra. Saroka, cưng à, em bị làm sao vậy? Chính vì anh là chồng em, anh yêu em mà. Này anh, Ivan, em là gái Do Thái đấy. Ừ, thì đúng vậy, nhưng thế thì sao nào? Em không thể không có được 100 đô. Chúa ơi, Saroka, em là vợ anh đấy chứ, anh yêu em cơ mà. Dạ, em hiểu chứ, Ivan, nhưng em không thể làm gì được, em không thể thiếu 100 đô la. Anh chàng Ivan chịu trận, chào thua, rồi đưa cho vợ 100 đô. Thế là mọi chuyện trở nên êm đẹp, và cứ như thế, hai vợ chồng Ivan và Sara sống yên ổn với nhau. Rồi bỗng nhiên xảy ra khủng hoảng kinh tế, vỡ nợ. Ivan lê lết đến chân vợ khóc giống lên. Sara ơi, cưng ơi, chúng mình tiêu tùng rồi. Cô vợ kéo chồng đến bên cửa sổ, vén rèm rồi nói. Vania, đừng có mà hốt hoảng lên như thế. Anh có nhìn thấy tiệm bánh ở góc đường phố đằng kia không? Nó là của em đấy. Cả tiệm thuốc đối diện bên kia đường cũng là của em. Thế anh có thấy tòa nhà đang xây dựng tít kia không? Đó cũng là nhà của em luôn. Giá như anh làm siêng hơn thì giờ tất cả thế giới đã là của chúng mình rồi. Sáng sớm, vừa huýt sáo vừa lái xe ra chợ, xe đang bon bon thì thấy có cô gái khoát tay xin quá giang. Tôi liền dừng lại cho cô ta lên xe. Đi được một khoảng thì tự nhiên cô ta ngoẹo ngang bất tỉnh. Tôi hết hồn chả biết làm sao nên vội chở cô ta vào thẳng nhà thương. Khi tới đó thì cô ta được các bác sĩ chăm sóc. Một lát sau thì có ông bác sĩ đến bảo với tôi là cô ấy không sao. Phụ nữ mang thai thường có các triệu chứng đó. Ông bác sĩ bắt tay chúc mừng tôi sắp được làm cha và bảo tôi ký vào giấy xuất viện cho cô ấy. Tôi liền đính chính là cô ấy chỉ quá giang rồi ngất xỉu trên xe tôi. Tôi không quen biết cô ta. Tôi đang giải thích với ông bác sĩ thì bỗng dưng cô gái kia tỉnh dậy. Cô ta thét vào mặt tôi là đồ sở khanh, chơi song rông, gì tùm lum hết cả. Bây giờ làm cô ta có bầu còn muốn chối. Đúng là ách giữa đàng lại quàng vào cổ, làm tôi tức muốn học máu. Tôi liền lôi cha nội bác sĩ qua và bảo ông xét nghiệm di truyền ADN xem coi có phải tôi là cha cái bảo thai hay không. Sau khi xét nghiệm hồi lâu thì ông bác sĩ bước ra bắt tay tôi lần nữa. Ông ấy chúc mừng tôi giải được nỗi oan. Ông ấy bảo tôi bị chứng vô sinh thì làm sao mà có con được. Tôi cười lên hớn hở bỏ dở đi khỏi bệnh viện mà không thèm nhìn cô gái kia thêm một cái nữa. Trong lòng vui vẻ vì thoát một tai nạn hết sức là vô duyên, tôi tiếp tục lái xe ra chợ mua đồ cho con đi học. À, sao? Con, tôi bị vô sinh cơ à? Thế đứa con ở nhà là con của ai? Con vợ mình, không lẽ nó... Đến nước này, tôi xỉu ngay tại chỗ. Anh chồng đi làm về, đón con xong là tót vào phòng chơi game. Cô vợ bực mình quát, lúc nào cũng game. Đến bao giờ, ông mới nhận ra nó không phải con ông hả? Anh chồng nghe thấy thế, đập tan bàn phím, gào lên. Khốn kiếp, tôi đã nghi ngờ lâu rồi mà. Hôm nay, cuối cùng cô cũng dám nhận.
Cha nó là thằng nào hả? Cô vợ bình thản đáp. Sao không dám nhận? Ông ra phòng khách mà nhìn xem, đứa bé ông vừa đón về có phải là con ông không? Ăn mày thay tôi, có một bạn nọ, sau khi cho tiền một tay hành khất ở cuối nhà thờ, xong bà hỏi, sao ông lại ra nông nỗi này, vợ con của ông đâu? Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi, nếu như vợ tôi còn, thì tôi đâu có đến nông nỗi này ạ. Bà ta nghe xong liền quay sang ông chồng của mình rồi nói, đấy, thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm đấy, không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày thôi. Nhưng khi còn sống, bà ấy làm gì hả ông? Thưa bà ấy đi ăn mày thay tôi. Cô hàng xóm tốt bụng, chàng trai để ý cô gái phòng trọ bên cạnh từ lâu, nhưng chưa có dịp ngỏ lời. Một hôm, bóng đèn phòng cô bị hư, cô nhờ anh thay hộ. Chàng trai nghĩ cơ hội đã tới, vui sang phòng cô. Anh hỏi, em chưa có bạn trai à? Cô gái đáp, dạ không, em có rồi ạ. Thế tại sao em không bảo bạn trai em thay bóng đèn? Cô gái ngượng ngùng nói, dạ, vì em sợ bạn trai em bị điện giật ạ. À.